Xin chào quý vị và các bạn. Và đây là hình ảnh nền đất. Ngày hôm nay mình giới thiệu đến quý vị và các bạn này. Nền biệt thự này có vị trí tọa lạc mặt tiền đường số 7, khu dân cư Him Lam, phường Tân Hưng, quận 7 nha quý vị. Đây là hình ảnh xung quanh của vị trí nền biệt thự này. Còn đối diện nền biệt thự đây là trường quốc tế Việt Úc nha các bạn. Đây là trường quốc tế Việt Úc này. Nền biệt thự này có tổng diện tích đất là 200m², ngang 10m, dài 20m. Đây những hình ảnh căn nhà xung quanh nha. Ở đây hiện nay là còn 3 nền đất trống nha các bạn. 3 nền đất trống. Và nền biệt thự ngày hôm nay mình giới thiệu đến các bạn là chiều dài của mình từ căn nhà này tới đuôi căn nhà kia nha. Tới đuôi căn nhà. Và đây là nền của mình từ vị trí vách tường của căn nhà này cho tới nền tủ điện đây nha các bạn. Trước nền đất của chúng ta thì bị vướng cái tủ điện và một cột đèn là phía bên tay phải từ ngoài mình nhìn vào. Còn phía bên tay trái đây chúng ta là vướng một cái cống nha các bạn. Nền biệt thự này có tổng diện tích là 200m², ngang 10m, dài 20m. Quy cách xây dựng ở trong này là một hầm, một trệt, hai lầu và một áp mái. Giá chủ nhà hiện đang gửi mình bán với giá là 148 triệu trên 1m², còn thương lượng. Nếu quý vị và các bạn quan tâm vui lòng liên hệ với mình theo số điện thoại 0934 080 888 hoặc 0988 136 639. Nếu quý vị và các bạn thấy video của mình hữu ích nhớ cho mình một like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha các bạn. Thẳng đường đây mình đang đi, đây là mình đi ra ngoài công viên nha quý vị. Đây mình quay lên ra ngoài công viên. Nền đất của mình đây vị trí rất là thuận tiện. Đây công viên lớn nhất trong khu dân cư Him Lam nha các bạn. Đây chạy công viên này chạy dọc từ đây cho ra tới đường số 20 và đường số 1 tới chung cư Sunrise City nha. Đây là trường quốc tế Việt Úc này. Và thẳng đường đây là các bạn đi ra đường D1 hay còn gọi đường Hoàng Trọng Mậu. Đây cái cây cầu những chiếc xe đang đi đây, các bạn đi rẽ tay trái là mình sang trường Đại học Tôn Đức Thắng này, trường Đại học Giờ Mít, trường Đại học Cảnh sát nha. Ở đây mình quay lại hình ảnh vị trí nền đất cho các bạn thêm một lần nữa này. Còn thẳng đường đây các bạn tới đường số 20 kia là mình rẽ tay trái mình ra đường Hoàng Trọng Mậu nha. Còn rẽ tay phải mình đi hết đường là ra đường số 1. Tiện ích nội khu Him Lam đây thì mình có trường Mầm Non Tân Hưng, trường Quốc tế Việt Úc, trường Vita School. Còn từ vị trí nền đất đây các bạn đi về trung tâm quận nhất mình đi khoảng 4 km. Ra siêu thị Lotte Mart thì mình đi khoảng gần 1 km nha. Còn nếu các bạn đi về Phú Mỹ Hưng và sang siêu thị SC Vivo City thì mình đi khoảng hơn 1 km. Đây là vị trí nền đất này. Mình nhắc lại thông tin là nền đất này có tổng diện tích là 200m², ngang 10m, dài 20m. Quy cách xây dựng là một hầm, một trệt, hai lầu và một áp mái. Giá chủ nhà gửi mình bán với giá là 148 triệu trên 1m². Nếu quý vị và các bạn quan tâm vui lòng liên hệ với mình theo số điện thoại 0934 080 888. Nền đất của mình đây ở trên trục đường số 7 là mình có view nhìn sang trường quốc tế Việt Úc nha. Nền này hiện nay là giá rẻ nhất trong khu Him Lam. Ở đây mình đi bộ ra ngoài đường số 20 để quay giới thiệu tới các bạn này. Ở trong khu Him Lam đây là bảo vệ 24/24 nha các bạn. Đây ra tới ngã tư đường số 7 và đường số 20 đây thì là đây nhà thờ giáo xứ An Phú nha quý vị. Đây là hình ảnh ngoài đường giao lộ giữa đường số 7 và đường số 20 này. Thẳng đây là các bạn ra đường D1 đường Hoàng Trọng Mậu nha. Còn nếu đi hết đường đây thì các bạn đi ra đường số 14. Đây còn đường này là các bạn đi hết đường số 20 đây thì quý vị ra đường số 1 và ra công viên.
Nếu quý vị và các bạn thấy video mình hữu ích, nhớ cho mình một like, đăng ký kênh ủng hộ mình nha các bạn.